Hello, xin chào cả nhà thân yêu, chúc các bạn khán giả của app một ngày tràn đầy năng lượng nhé. Nhắc đến năng lượng, các bạn có còn nhớ ở video cách đây không lâu thì app đã chia sẻ về sự kiện Singapore chốt thẳng tay mua nguồn điện gió của Việt Nam về nước hay không? Điều đặc biệt là sau sự kiện Singapore kéo điện gió từ Việt Nam về bất chấp vô số những khó khăn và khoảng cách địa lý, thì giờ đây điện gió Việt Nam lại là nguồn năng lượng được vô số nhà đầu tư nước ngoài để ý đến. Video ngày hôm nay sẽ lý giải về việc điện gió Việt Nam thơm thế nào mà sau Singapore lại có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài ở các quốc gia lớn hào hứng và nóng lòng muốn dành cho mình một miếng như vậy. Đầu tiên thì chúng ta nên nhìn nhận tổng quan một lượt về những nhà đầu tư ở các quốc gia lớn đang để mắt sâu sắc đến điện gió Việt Nam. Như tờ báo danh giá Reuters có nhắc đến việc các nhà sản xuất EU để mắt đến các nhà máy turbin gió ngoài khơi ở Việt Nam. Theo đó, thì các nhà sản xuất châu Âu đang xem xét đầu tư hàng trăm triệu đô la vào Việt Nam để xây dựng các nhà máy turbin gió, khi Việt Nam chuẩn bị khai thác tiềm năng lớn chưa được khai thác về gió ngoài khơi. Hay tờ Inish Asia 365 cũng mới ghi nhận về việc tiềm năng gió ngoài khơi của Việt Nam thu hút các tập đoàn năng lượng Na Uy tài trợ cho các dự án. Bộ trưởng Rimestar đã giới thiệu các tập đoàn năng lượng Na Uy, Matrim, Satis, Nordsolar và Equinor là một trong những nhà đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và phát triển điện gió ngoài khơi của Việt Nam. Trong khi đó, thì tờ Institute Maritime cũng đề cập các nhà đầu tư nước ngoài xếp hàng cho sự bùng nổ gió ngoài khơi của Việt Nam. Theo tờ báo này, thì 2 năm sau khi Việt Nam cam kết thực hiện một tương lai không phát thải ròng, lĩnh vực điện gió ngoài khơi của Việt Nam ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm năng lượng gió ngoài khơi của Việt Nam, bao gồm các tập đoàn Nhật Bản và châu Âu. Trong số các công ty châu Âu dẫn đầu trong nỗ lực thâm nhập lĩnh vực điện gió ngoài khơi của Việt Nam, có công ty năng lượng khổng lồ Ørsted của Đan Mạch, là công ty điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới. Ørsted đã bắt đầu hợp tác với các công ty địa phương của Việt Nam để khám phá các dự án điện gió ngoài khơi. Ørsted Đan Mạch và TNT của Việt Nam cùng lên kế hoạch thành lập một nhà máy điện với tổng công suất là 2 GW vào năm 2030. Ngoài ra, để dự án thị trường điện gió ngoài khơi đang bùng nổ ở Việt Nam, Ørsted đã mở văn phòng tại Hà Nội vào năm 2021. Theo Ørsted, thì Việt Nam được coi là một trong những nơi tốt nhất ở châu Á về năng lượng gió ngoài khơi. Hay một điển hình khác là công ty năng lượng Na Uy Equinor cũng đã có những bước tiến đáng kể để thâm nhập thị trường điện gió ngoài khơi Việt Nam. Equinor đã đóng góp vào việc xây dựng báo cáo nghiên cứu chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi Việt Nam. Nghiên cứu được hoàn thiện vào tháng 10 năm 2021. Năm ngoái, Equinor cũng đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội để điều phối các hoạt động điện gió ngoài khơi của mình tại Việt Nam. Trong khi đó, tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản với kinh nghiệm phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Bỉ, Pháp và Anh, gần đây cũng đã bắt đầu bước phát triển một nhà máy điện gió ngoài khơi tại một địa điểm ở miền Nam Việt Nam. Đặc biệt, Sumitomo không phải là công ty Nhật Bản duy nhất để mắt đến thị trường điện gió ngoài khơi ở Việt Nam. Công ty năng lượng tái tạo Nhật Bản Renova cũng đang có những bước tiến trong thị trường năng lượng ngoài khơi của Việt Nam. Cùng với công ty dầu khí nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Renova đã ký biên bản ghi nhớ về kế hoạch phát triển một nhà máy điện 2 GW ở khu vực Tây Nam Việt Nam. Hay nếu như hồi tháng 7 năm ngoái, tập đoàn AES của Mỹ cũng từng đề xuất mong muốn triển khai dự án điện gió ngoài khơi ở tỉnh Bình Thuận Việt Nam với tổng kinh phí là 13 tỷ USD, công suất dự kiến là 4.000 MW. Thì mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục có những động thái sốt sắng đề nghị có cơ chế hỗ trợ điện gió ngoài khơi. Ông Greg Testerman, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam đã bày tỏ, năm 2022, chúng tôi có những thành công ấn tượng tại Việt Nam. Và đặc biệt, chúng tôi đề ra tính cấp bách và muốn có được những cơ chế hỗ trợ cho nguồn năng lượng chuyển đổi từ khí đốt cho tới điện gió ngoài khơi và những giải pháp giúp chúng ta có được công nghệ lưu trữ pin. Những cơ chế mà chúng tôi đưa ra về mua bán điện trực tiếp rất quan trọng để giảm được carbon cũng như có được tăng trưởng bền vững. Và điều quan trọng nữa trong việc thu hút đầu tư mới đối với năng lượng tái tạo là có được những dự án có khả năng cấp vốn ngân hàng năm 2023. Đấy là những tiêu chuẩn mà chúng tôi khuyến nghị đưa ra, ông Greg Testerman đã nói. Những điều trên nghĩa là các doanh nghiệp Mỹ cũng đang rất nóng lòng
muốn Việt Nam hoàn chỉnh cơ chế hỗ trợ hợp tác về điện gió để thuận tiện cho những khoản đầu tư tiếp theo của mình vào nguồn năng lượng sạch này của Việt Nam. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là điện gió Việt Nam thơm thế nào mà Singapore và nhiều nhà đầu tư ở nhiều quốc gia khác lại hào hứng và nóng lòng muốn cắn một miếng như vậy? Lý giải nguyên nhân khiến lĩnh vực điện gió Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài thì tờ eGreen dẫn chứng nhận định của Naked Asia cho biết gió mạnh ở ngoài khơi phía Nam Việt Nam khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm tốt nhất trong khu vực để phát triển năng lượng gió. Bên cạnh đó, cam kết không phát thải ròng carbon vào giữa thế kỷ này đang khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo. Cụ thể, theo một bản đồ do nhóm Ngân hàng Thế giới và một số tổ chức khác công bố, thì tốc độ gió ở một số khu vực ở ngoài khơi phía Nam Việt Nam có thể vượt ngưỡng là 10 m/s, cao hơn nhiều so với con số là 8 m/s, tốc độ gió khả thi để phát triển một nhà máy điện gió. Ở khu vực Đông Nam Á, sức gió ở ngoài khơi Việt Nam và Philippines khá mạnh, trong khi sức gió ở Malaysia và Indonesia nhìn chung yếu hơn. Vì vậy, chuyên gia của Ortest đã cho rằng Việt Nam được coi là một trong những nơi tốt nhất ở châu Á về năng lượng gió ngoài khơi. Trong bài viết của tờ PPL, tờ thời báo này đã nhận định Việt Nam là nước ASEAN duy nhất có điện gió ngoài khơi có quy mô lớn. Theo đó, Việt Nam có tiềm năng điện gió lớn nhất Đông Nam Á, lớn gấp 200 lần công suất của nhà máy thủy điện Sơn La. Đồng thời là quốc gia duy nhất trong ASEAN có nguồn năng lượng điện gió ngoài khơi với quy mô lớn. Theo Ngân hàng Thế giới, thì về mặt kỹ thuật, tiềm năng điện gió ngoài khơi của Việt Nam vào khoảng là 599 GW. Gió ngoài khơi Việt Nam tạo ra nguồn năng lượng điện cao hơn nhiều so với gió trên bờ. Ngoài ra, theo Tập đoàn Ngân hàng Thế giới, thì Việt Nam được coi là đối thủ tiềm năng trong lĩnh vực này vì sức gió rất mạnh ở các vùng nước nông gần các khu vực đông dân cư, vùng ven biển. Vì thế, ở Việt Nam có thể lắp đặt các trang trại gió ngoài khơi trên các vùng biển rộng lớn mà ít khả năng không ảnh hưởng đến các khu dân cư. Đây là yếu tố tiềm năng đặc biệt mà năng lượng gió ở các quốc gia khác hầu như không có được. Trong khi đó, tờ Executive Maritime cũng đề cập điểm thu hút chính là tiềm năng tự nhiên tuyệt vời của Việt Nam về công suất gió. Với đường bờ biển rộng lớn dài hơn 1.800 dặm và sức gió trung bình là hơn 13 hải lý trên một giờ ở một số tỉnh ven biển, Việt Nam có tiềm năng gió ngoài khơi trong phạm vi lên tới là 500 GW. Đặt điều này trong bối cảnh Trung Quốc với công suất gió được lắp đặt vốn chỉ là 232 GW, hiện được coi là quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Rõ ràng nhìn nhận lại thì điện gió Việt Nam ưu thế hơn hẳn với tiềm năng điện gió của Trung Quốc, có nghĩa là Việt Nam thực sự có thể vượt mặt Trung Quốc và trở thành quốc gia dẫn đầu về năng lượng điện gió. Trong nhận định, cơ hội điện gió Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài của tờ báo quốc tế Asia Prospectus đã nhận định như sau: tiềm năng năng lượng gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm đa dạng trên toàn cầu và được Ngân hàng Thế giới xếp hạng là đẳng cấp thế giới vào năm 2021. Việt Nam có tiềm năng năng lượng gió cao hơn đáng kể so với các nước láng giềng như Thái Lan, Lào, Campuchia, vượt qua mọi quốc gia Đông Nam Á khác. Và không chỉ là những tiềm năng có sẵn, điện gió Việt Nam còn thu hút đầu tư bởi một vài yếu tố đi kèm. Có thể kể đến đầu tiên đó là sự hỗ trợ của chính phủ. Sự gia tăng trong ngành điện gió của Việt Nam phần lớn là do sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ và thực hiện các biểu giá bán điện hào phóng. Chính phủ cũng cung cấp các khoản miễn thuế cho các nhà phát triển năng lượng gió trong vòng 4 năm đầu tiên hoạt động. Giảm 50% thuế được áp dụng trong 10 năm hoạt động tiếp theo. Điện gió Việt Nam cũng mở ra rất nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu tối đa là 100% vốn cổ phần trong các công trình dự án năng lượng gió. Vì hiện tại, không có hạn chế về sở hữu nước ngoài đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo theo luật Việt Nam. Và đây chính là điều cực kỳ hấp dẫn của các nhà đầu tư. Hơn nữa, ngoài việc các nhà phát triển cũng có thể đầu tư vào các dự án điện gió trên cơ sở mới hoàn toàn, thì cũng có thể mua cổ phần trong các dự án năng lượng gió đã có từ trước. Việc tham gia vào các công ty dự án đã nhận được phê duyệt đầu tư cơ bản giai đoạn đầu, được coi là mục M&A hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài để tránh các rào cản pháp lý. Đối với việc phê duyệt đầu tư giai đoạn đầu, điều này giảm tải rất nhiều khó khăn cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Tiếp nữa, hợp tác công tư đầu tiên của Việt Nam cung cấp một lộ trình thay thế phù hợp cho đầu tư nước ngoài vào các dự án năng lượng gió mới với đối tác chính phủ Việt Nam. Mặc dù luật pháp Việt Nam sẽ điều chỉnh các thỏa thuận của dự án, nhưng các nhà phát triển có thể tự do lựa chọn trọng tài quốc gia thứ ba nếu xảy ra tranh chấp. Nhà đầu tư cũng có thể trực tiếp đề xuất dự án của mình với cơ quan nhà nước có liên quan. Và cả chính phủ Việt Nam đang tiếp tục tăng cường cam kết và hỗ trợ đầu tư trong việc mở rộng năng lượng điện gió của đất nước. Quan hệ đối tác chiến lược với các cơ quan chính phủ, liên doanh với các tổ chức địa phương và mua lại cổ phần của các doanh nghiệp hiện có là số trong nhiều yếu tố béo bở mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm bắt cơ hội đầu tư điện gió tại Việt Nam. Tóm lại, thì với những tiềm năng của năng lượng gió cùng với những chính sách hỗ trợ cực kỳ tối ưu mà nhà đầu tư có thể nhận được. Hơn nữa, minh chứng của những khoản đầu tư quốc tế lớn đã rót vào điện gió Việt Nam là những gì thơm tho của năng lượng tái tạo Việt Nam mà đầu tư quốc tế đang trông ngóng. Vì ngon từ thịt, ngọt từ xương, thế nên là việc các nhà đầu tư lớn khắp nơi của thế giới đang tìm cơ hội mang tiền đến cắn một miếng cũng không có gì lạ, đúng không các bạn? Các bạn đoán xem, năm 2023 này, các khoản đầu tư cho điện gió của các nhà đầu tư nước ngoài tổng cộng sẽ là khoảng bao nhiêu? Comment nhé! Video ngày hôm nay, A xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo của Việt Nam Thức Giấc.